Đừng nhúc nhích, chúng ta bắt đầu thôi. Được rồi, nào. Bây giờ đổi động tác đi, dùng tay đỡ mũ. Xin tâm trạng của đạo diễn thôi, lâu lắm rồi, tốt nhất là mau về thôi, mau thu dọn thôi. Chị, có cái sai nào lớn hơn không? Cậu tưởng cậu là năm chín à? Mau thu dọn đi, thật là. Nóng quá đúng không? Tay xoay vào trong nâng cao lên, ok. Tốt, rất tốt. Có xe kéo không? Xe kéo vào vị trí. Xe kéo, gọi cậu đó, nhanh lên. Nhanh lên. Xe kéo chắn tầm vai chính làm gì? Thầy ơi, tôi cảm thấy xe kéo lên trên hiệu quả sẽ tốt hơn. Cậu tưởng cậu là ai? Cậu chỉ là đạo cụ, cậu biết không? Bây giờ là chụp cậu hay chụp năm chính? Mở miệng ra nói cái gì? Trước đây chưa từng làm người mẫu à? Thái độ của như vậy là sao? Tôn trọng nhau chứ. Tôn trọng cái gì? Tôi cho mấy người biết, người chỉ có tướng mạo không có đầu óc như cậu tôi thấy nhiều rồi. Nếu không phải đinh độ da mặt dày cuốn lấy tôi không thèm dùng cậu ta. Nói cái gì vậy? Trước đây lúc Lý Chân nổi tiếng thì không biết anh đang kiếm sữa ở đâu uống đó. Tôi không quan tâm trước đây anh ta nổi tiếng thế nào. Bây giờ không ai tìm anh ta quay nữa. Anh ta là cái thái gì? Người tìm tôi chụp ảnh nhiều lắm, không chụp thì biến. Lập tức đổi người khác cho tôi, nghe thấy chưa? Lập tức đổi người khác. Thầy ơi, xin lỗi, là tôi không đúng. Tôi quá mạo muội, anh đừng giận. Chúng ta chụp tiếp đi. Được rồi thầy, chúng ta chụp tiếp đi. Được rồi, mau chụp cho xong đi. Cảm ơn. Mộng Mộng, may mà gặp được cô. Nếu không tôi điên lên mất. Bây giờ muốn tìm một cô gái có năng lực còn khó hơn tìm một con gấu trúc biết 6 thứ tiếng nữa. Thật ra mấy công việc này tìm một người bình thường làm là được rồi. Vậy đâu được. Bây giờ ngày nào chủ nhà cũng ép tôi chuyển nhà. Nếu còn không mau tìm một chỗ mới thì sẽ bị đuổi ra được mất. Đúng rồi, còn việc mua nguyên liệu giả dốc cho show thời trang, liên lạc với người mẫu, liên lạc truyền thông cũng đều không thể thiếu. Nếu như không có một người có năng lực giúp đỡ như cô, chắc chết thật đó. Nhưng mà tôi cũng không biết từ lúc nào tôi trở nên đáng giành giật như vậy. Sao vậy? Có người muốn lôi kéo cô đi à? Chị Kiều Dương, làm xong hôm nay tôi không làm nữa. Cô tìm người khác để thuê đi. Có người ra giá tiền cao hơn, mời tôi về làm trợ lý. Cô ấy cho cô bao nhiêu tiền? Tôi có thể tăng cho cô gấp 4 lần lương hiện tại. Cô trả được không? Sao lại như vậy? Lương tôi trả cô bây giờ không hề thấp. Xin lỗi nha chị Kiều Dương, đối phương đã đưa trước cho tôi 1 tháng lương rồi. Cho nên... Nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ dọn hết mấy thứ này rồi mới đi. Ngày mai tôi sẽ không đến nữa. Ok chưa? Xong rồi, nhanh lên. Dân, không phải đã nói với anh rồi sao? Phải đợi tôi đến mới chụp sao? Anh ấy đã trang điểm xong cả rồi, nên tôi chụp trước nhà tắm. Nhà tạo mẫu, tạo kiểu tóc cho anh ấy đi. Xin lỗi, làm phiền anh thay quần áo ra. Có chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Ban nãy tổng biên tập gọi điện cho tôi, đòi sống rồi chết phải đổi anh đi. Hết cách rồi, xin lỗi nha. Đây là tiền xe của anh. Mau đổi quần áo cho người ta đi. Bảo anh đừng chụp rồi. Chụp cái gì mà chụp? Bây giờ xảy ra chuyện rồi đó. Nói với cậu đó. Alo, giám đốc Hoàng à, đang muốn gọi điện thoại cho cô đây. Được rồi, đã làm ổn thỏa rồi. Đổi rồi. Không vấn đề gì. Được rồi, được. Được, ok. Alo, sao vậy? Alo. Giám đốc Hoàng, có một anh muốn gặp cô. Họ Lý đúng không? Đúng vậy. Mời anh ta vào đây. Được. Công việc thuận lợi chứ? Cô biết rồi còn hỏi. Sao vậy? Xảy ra chuyện rồi sao? Đừng có giả ngu. Chuyện do mình làm ra. Tại sao không thừa nhận? Đúng. Đều do tôi làm ra. Là tôi tìm người mẫu thay thế anh. Trợ lý của Tống Kiều Dương cũng do tôi cướp đi. Sau này cho dù anh hay là cô ta, tất cả phiền phức mà hai người gặp có thể đều do tôi tạo ra. Rốt cuộc cô muốn thế nào mới dừng tay? Đồng ý với tôi cắt đứt quan hệ với Tống Kiều Dương, khôi phục hôn ước. Tôi cũng có thể đảm bảo với anh, từ nay về sau không có qua lại với cô ta nữa. Kẻ điên. Cô thật sự là một kẻ điên. Anh nghĩ tôi ép anh như vậy tôi không khó chịu sao? Đúng vậy. Tôi điên rồi. Tôi rõ ràng biết nếu anh chịu kết hôn với tôi vì Tống Kiều Dương, chỉ có thể chứng minh anh còn yêu cô ấy hơn trước. Nhưng chỉ cần có được anh, tôi cũng chịu. Lý Chân, mấy năm nay người đau khổ không chỉ hai người. Cho dù thế nào, chúng ta cũng đã đính hôn rồi. 4 năm. Tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Vẫn luôn chờ đợi anh. Anh cho rằng như vậy có nghĩa là sao? Cho dù anh chỉ xem hôn nhân chúng ta là một cuộc giao dịch, cho dù mãi mãi không có được câu trả lời từ anh, Tôi vẫn yêu anh. Anh chọn đi. Được. Tôi hứa với cô. Xin cô cho tôi chút thời gian. Được. Tôi nói được làm được. Kiều Dương, sao xuống đến đây mới gọi cho anh? Mau vào ngồi đi. Không cần đâu. Tôi nói vài câu rồi đi luôn. Tháng sau là show diễn đầu tiên sau khi tôi về nước. Tôi muốn mời anh làm quản lý. Tất cả trang phục cho tôi đều là thành quả tôi học được ở Pháp 4 năm qua. Vedette là Vũ Thiên, Kim Sa và Nina đều sẽ đến giúp. Giờ đang thiếu một người lên phương án kế hoạch chiêu thương. Hứa với tôi cắt đứt liên lạc với Tống Kiều Dương, khôi phục lại hôn ước. Tôi cũng có thể đảm bảo với anh, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ qua lại với cô ấy nữa. Nếu như anh có hứng thú, ngày mai có thể bắt đầu. Xin lỗi, anh không giúp được em. Anh vẫn muốn chuyên tâm làm người mẫu. Chú cũng gọi anh về trang phục chân. Triệu Vũ Thiên cũng mời anh làm quản lý anh ấy. Anh vẫn chưa nhận lời. Vậy nên xin lỗi em. Em tìm người khác đi. Được. Vậy làm phiền anh rồi. Giờ chúng vẫn là những bản thiết kế chưa hoàn thành. Đây mới chỉ là một nửa sản phẩm. Mọi người xem trước đi đã. Mấy bộ đồ này đẹp quá. Chị Kiều Dương, chị đúng là thiên tài. Kiểu thiết kế trang phục cổ này thật tuyệt. Ăn cơm 4 năm bên Pháp, quả nhiên dinh dưỡng đều béo vào trang phục. Bộ này, tôi đều muốn mặc. Bộ này chắc chắn chuẩn bị cho anh Thiên đúng không? Đúng không hả? Tinh mắt đó. Màu kén như vậy, chỉ có anh Thiên mặc mới toát lên được thôi. Chị Kiều Dương, show này nhất định sẽ chấn động toàn thành phố. Được rồi, mọi người đừng đứng ở đó nịnh hót nữa. Nếu thấy trang phục ok rồi thì mau chóng giúp Kiều Dương tìm nhà tài trợ thôi. Hả? Vẫn chưa tìm được nhà tài trợ à? Vẫn chưa. Ngày nào cũng chạy 3-4 nơi mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Không phải chứ. Cái show giới dựng của Hứa Vô Lương hồi tháng trước còn có 4-5 nhà tài trợ, dài 3 món đồ pha ke đó, sao so được với đồ của chị Kiều Dương. Cùng lắm thì mang số tiền tích lũy mấy năm qua ra. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Không có nhà tài trợ làm hậu thuẫn cho chị thì không có truyền thông viết về chị. Thiết kế của chị có đẹp cỡ nào thì cũng vô ích, cho dù chị dám đánh cược. Nhưng lỡ như thất bại thì 4 năm vất vả bên Pháp trong chốc lát đều thành công cốc. Mọi người có cảm thấy dạo này chị Kiều Dương hơi đen không? Đầu tiên là không giữ được phòng làm việc, tiếp đó trợ lý bị cướp mất, giờ đến chuyện nhà tài trợ. Giống như đang có ai đó cố ý đối địch với chị ấy trong bóng tối vậy. Trịnh Nina, cô không giúp đỡ thì thôi, đừng có nói mấy lời xui xẻo đó. Tôi đi tìm cô ấy có nhiều quan hệ. Cô đang nói Khả Chính Nghĩa đó hả? Kim Sa, rốt cuộc cô có phải người trong nghề không? Cô ấy đắc tội với Hàng Thị, bị phong sát từ lâu rồi. Chuyện từ bao giờ vậy? Cái ngành này là như vậy đó, luôn luôn có tranh đấu, tách lai. Hôm nay anh sống, ngày mai tôi chết. Không có ai chiến thắng mãi cả. Ai nói vậy? Tôi thấy Hàng Kỳ Sang thắng mãi đó. Nghe nói mấy công ty của cô ta đều được niêm yết cả rồi. Mỗi tháng thu nhập của cô ấy đều không có ít đâu. Buôn bán tốt lắm. Quảng Sâm nói đúng đó. Thế giới này không có ai thắng mãi cả, cũng không có ai thua cuộc mãi. Alo. Phải. Được, tôi biết rồi. Ngày mai gặp. Sao vậy? Bên sân khấu là có vấn đề rồi. Người phụ trách của bọn họ nói nếu chúng ta vẫn chưa lên được thời gian thì họ sẽ cho người khác thuê sân khấu. Sao lại như vậy được chứ? Tôi đùa với mọi người đó. SOS tìm được nhà tài trợ đầu tiên rồi. Tuyệt vời. Thật sao? Chị Kiều Dương, thật sao? Thật sao? Từ bao giờ vậy? Vừa mới biết xong. Tốt quá rồi. Cô Tống, bản hợp đồng tài trợ này cô hãy xem lại đi. Tôi muốn hỏi về một vấn đề, cô nói đi. Theo tôi được biết, quý công ty làm về trang sức, sao lại tài trợ cho show diễn thời trang vậy? Sếp của chúng tôi rất đam mê thiết kế thời trang. Hơn nữa, sếp chúng tôi rất thích những nhà thiết kế có tài năng như cô. Nghe nói, cô đã có ý tưởng tổ chức show diễn thời trang ngay khi về nước. Anh xem có tiện cho chúng tôi gặp mặt sếp anh không? Tôi muốn trực tiếp cảm ơn sếp anh. Từ lúc nào mà cô trở nên khách sáo vậy? Còn muốn đích thân cảm ơn tôi? Sếp Hàng, cô đến rồi. Giới thiệu với mọi người, vị này chính là sếp của chúng tôi, Hàng Kỳ Sang, sếp Hàng. Vị này là cô Tống Kiều Dương, chúng tôi là bạn học cũ. Mời ngồi. Sếp Hàng, vậy tôi ra ngoài trước. Với thực lực của cô, mỗi lần đều phải dẫn theo bạn trai siêu mẫu đi cùng mới lấy được hợp đồng sao? Tôi quên chưa nói với cô, Từ nay về sau, VD trong mỗi show của tôi đều là Vũ Thiên. Cô chưa xem kỹ hợp đồng phải không? Xem cho kỹ đi. Chỉ cần là show thời trang tôi tài trợ thì VD mỗi show đều phải là Lý Chân. Cô chấp nhận được không? Rốt cuộc cô đang muốn giở trò gì? Lý Chân không nói cho các người biết à? Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Trong thời gian ngắn nhất, biến anh ấy thành người mẫu tuyến 1. Đó chính là món quà cưới tôi dành cho anh ấy. Nhưng điều thú vị là siêu mẫu châu Âu Triệu Vũ Thiên về nước chỉ có thể làm phiến lá nhỏ. Hết cách rồi. Chỉ cần có Lý Chân, anh ta mãi mãi không thể nổi trội. Kiều Dương, chúng ta đi. Tôi có thể đồng ý tất cả các điều kiện trong hợp đồng. Kiều Dương. Thật không ngờ Tống Kiều Dương từng vô cùng sắc bén, giờ mãi mãi cũng thành đá cuội rồi. Tôi cũng không ngờ, bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn chỉ một trò cũ, không có gì mới mẻ cả. Cô, Hàng Kỳ Sang, cô nghe cho rõ đây. Tôi đã không còn là cô gái bướng bỉnh cái gì cũng muốn nhìn số 1 trước kia nữa rồi. Vì thế mong cô đừng gây xích mích quan hệ giữa tôi và Vũ Thiên nữa. Tôi bây giờ chỉ muốn làm việc tôi muốn làm. Kết quả ra sao không quan trọng. Cho dù không làm show diễn này, tôi vẫn có thể mở một shop thời trang, may quần áo cho những người yêu thích thiết kế của tôi. Nếu có một ngày cô cũng đến đó, tôi vẫn có thể phục vụ với 100% nhiệt tình. Còn với chuyện hụt hạt nhau mà cô vẫn ghi đến giờ, tôi đã không còn hứng thú từ lâu rồi. Chúng ta đi. Anh thích làm kẻ nhu nhược như vậy à? Tôi không biết anh đang nói gì. Chỉ vì vị trí trong show diễn mà bán mình cho Hàng Kỳ Sang. Sớm biết như vậy, sao 4 năm trước còn hủy hôn làm gì? Anh muốn nổi tiếng như vậy sao? Hà tất phải đợi đến bây giờ. Cô ta nói gì với anh? Cô ta uy hiếp Kiều Dương, không để anh làm vedette thì sẽ hủy hợp đồng tài trợ. Vậy là ý gì? Còn gì nữa? Cô ta đã làm gì Kiều Dương? Tôi không biết tiếp theo cô ta sẽ còn giở trò gì. Nhưng nhờ anh chuyển lời đến cô ta, đừng tự cho mình là đúng. Nếu cô ta dám giở trò gì với show của Kiều Dương thì vua cũng thua thằng Liều đó. Đừng chọc tức tôi nữa. Anh yên tâm, tôi đảm bảo với anh, Hàng Kỳ Sang tuyệt đối sẽ không làm vậy đâu. Sao anh dám khẳng định như vậy? Rốt cuộc anh có ý gì? Bởi vì cô ta rất thông minh. Nếu cô ta biết làm hại Kiều Dương, tôi sẽ không vui, cũng sẽ chẳng có lợi gì cho cô ta. Em còn tưởng anh sẽ tức giận vì chuyện không làm với Đế. Sao có thể chứ? Khách hàng là thượng đế, chẳng còn cách nào khác. Nhưng em cũng nghĩ kỹ rồi. Em quyết định thay đổi trang phục của Vedette. Bộ áo đó là làm riêng cho anh mà. Em chỉ muốn anh mặc thôi. Kiều Dương, em xin lỗi. Hôm nay đã làm anh mất mặt rồi. Có sao đâu. Anh chỉ không chịu nổi thái độ của Hàng Kỳ Sang đối với em. Cô ta hả? Thật ra có lúc em nghĩ thì thấy cô ta cũng rất đáng thương. Cuộc sống riêng tư nhất định cần bạn bè an ủi. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô ta ngoài lợi dụng thì là giao dịch. Cô ta xem tất cả mọi người là kẻ thù, không biết cách sống chung với người khác. Thật ra bao nhiêu năm như vậy, người duy nhất cô ta rung động và tiếp nhận cũng chỉ có người đó. Triều Dương, hôm nay anh đã đi gặp Lý Chân. Vậy sao? Anh ta sắp kết hôn rồi còn gì. Sao lại có thời gian rảnh gặp mặt anh vậy? Anh cảm thấy Lý Chân là dì em nên mới kết hôn với Hàn Kỳ Sang. Vừa nãy lúc chúng ta đi ăn, Quảng Sâm đã gọi điện cho anh, là nhờ cậu ấy thăm dò. Chuyện phòng làm việc bị chủ nhà đuổi, rồi trợ lý bị cướp mất, đều là Hàn Kỳ Sang sai người làm. Hình như cô ta cũng dùng chiêu này với Lý Chân mấy lần rồi, chỉ vì muốn Lý Chân quay về bên cạnh cô ta. Anh nghĩ Lý Chân là vì bảo vệ em nên mới nhận lời Hàn Kỳ Sang. Kiều Dương, em biết không, trong lòng anh ấy trước giờ chưa từng buông bỏ được em. Đừng nói nữa. Không buông bỏ được thì đã sao? Không buông bỏ được thì anh đẩy em đến bên Lý Chân sao? Anh xem em là cái gì? Anh chỉ không muốn em hối hận, vậy nên anh dùng cách này để thử em, bắt em lựa chọn với anh và Lý Chân. Em không phải đồ chơi của hai người, em cũng không phải đứa trẻ 13 tuổi, em cũng không phải là chiến lợi phẩm mà hai người nhường tới nhường lui. Em không cần anh khiêm nhường, em có sự lựa chọn của em. Vũ Thiên Sơn không tin tưởng tình cảm của em dành cho anh. Kiều Dương, anh em quá thất vọng. Kiều Dương, sếp Hàn, cô Tống muốn gặp sếp. Cô đến đây làm gì? Cô có ý gì? Không có gì. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi từ chối tài trợ của cô. Tôi không có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi không cần một người đàn ông vì tôi mà đánh cược cả đời mình. Cả buổi tối không liên lạc được với anh. Anh đã đi đâu vậy? Tại sao nói mà không giữ lời? Anh mới là người nói mà không giữ lời trước. Chính miệng anh đã hứa với tôi sẽ không qua lại với cô ấy, nhưng anh lại bí mật gặp cô ấy. Hơn nữa, đưa tiền cho cô ta làm show thời trang cũng là việc xấu sao? Bỏ ra một đống tiền như vậy, chẳng lẽ tôi không có quyền lựa chọn người làm video sao? Kỳ Sang, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Chúng ta hãy dừng lại đi. Tha thứ cho tôi đã phản bội cô một lần nữa. Là tôi quá ích kỷ. Vì tình yêu của mình mà không mang đến hạnh phúc của cô. Cuộc giao dịch như vậy là thất đức. Nó sẽ hủy hoại tất cả. Cả cô, cả tôi, cả đời chúng ta sẽ sống trong đau khổ mà không được hạnh phúc. Tôi không thể làm như vậy được. Nhưng mà phải làm sao với ông nội đây? Ông nội, tôi đã hứa với ông nội, nếu anh trở lại bên cạnh tôi đã hứa sẽ xin chắc cho ông nội. Ông nội vẫn mong đợi ngày này. Nhưng mà ông nội sắp không đợi được nữa rồi. Ông nội bị làm sao? Tiểu Chân, cuối cùng cậu cũng đã đến. Năm đó Vừa nghe nói chuyện của cậu, ông nội cậu đã phát bệnh tim phải nhập viện. Khó khăn lắm mới cứu được ông ấy. Ông ấy không cho chúng tôi nói cho cậu biết, trừ khi cậu tha thứ cho ông ấy. Ông ấy không hy vọng cậu vì bệnh tình của ông ấy. Ông nội, con đừng đau buồn. Đàn ông nhà họ Lý không được khóc. Vậy là kém cỏi. Ông nội, con không khóc. Ông biết con hận ông. Ông có lỗi với con, có lỗi với mẹ con. Vì ông mà con mới trở thành như vậy. Ông không xứng là ông của con. Ông nội, thật ra cho dù ở Mỹ có vất vả thế nào, mẹ con cũng chưa từng oán hận ông. Lúc mẹ con lâm chung, mẹ con còn nói rồi sẽ có ngày ông sẽ chấp nhận mẹ con. Ông cả đời lăn lộn trên thương trường. Trong mắt ông chỉ có tiền bạc. Ông cứ tưởng mình rất thành công, nhưng giờ ông đã hiểu, tiền bạc không thể nào thay thế tình thân. Tiểu Chân, con còn hận ông không? Ông nội, con chưa bao giờ hận ông cả. Con chỉ muốn chứng minh con là đứa cháu có thực lực của nhà họ Lý. Nhưng bây giờ là con có lỗi với ông. Con đã khiến ông thất vọng rồi. Không đâu. Con không hề khiến ông thất vọng. Con rất ưu tú. Ông nội rất hài lòng. Ông nội, ông muốn nói gì? Ông nội, năm nay chúng con sẽ kết hôn. Ông đợi nha. Nhất định ông sẽ được bế thằng chắp bụ bẫm. Ông nội. Ông nội. Chủ tịch Lý. Ông nội. Ông nội. Ông nội. Chủ tịch Lý. Bác sĩ. Chuyện hậu sự của ông đã có chút tiêu lo. Anh không cần lo lắng, cũng đừng quá đau lòng mà tổn hại đến sức khỏe. Cảm ơn cô, những năm nay đã thay tôi chăm sóc ông nội. Tôi làm những việc này không phải vì anh, Tôi thật lòng kính trọng ông nội. Ông nội kể cho tôi nghe câu chuyện kinh doanh trước đây của ông. Kể chuyện ông đã khẩu xà tâm Phật như thế nào. Kể chuyện ông rất áy náy với ba anh và anh. Tôi phát hiện ông là người rất thẳng thắn. Chỉ là ông vì người thân mà giấu đi tấm lòng chân thật của mình. Nếu như ông sớm thể hiện nó ra thì sẽ không xảy ra những bi kịch sau này. Tôi cũng có thể nắm lấy tay ông, bên cạnh ông ngày đêm sớm tối. Kỳ Sang, tuy cô không phải là người trong gia đình tôi, nhưng mà cốt cách của cô lại giống với ông nội và tôi. Cô không thấy vậy sao? Chúng ta luôn muốn trở thành người chiến thắng. Thật ra không hề tồn tại đối thủ nào cả. Tâm ma lớn nhất chính là bản thân mình. Bởi vì chúng ta không biết rõ bản thân mình muốn gì, nhưng những liều mạng tranh giành lấy, cho dù là tiền tài, địa vị hay dục vọng, dường như nếu không chiếm được thì sẽ không thể tồn tại tiếp trên thế giới này vậy. Nhưng mà thật sự xứng đáng để giúp cô sống tiếp không phải thứ gì khác, mà chính là niềm vui phát từ trong tâm mình. Kiều Dương, Vũ Thiên, bọn họ sớm nhận ra điều này, vì vậy họ sống rất thanh thản. So ra thì những việc cô đã làm thật sự rất ngây thơ và trẻ con. Cô biến Kiều Dương thành kẻ địch giả tưởng, nhưng cô ấy hoàn toàn phớt lờ tôi và cô. Nói cho cùng, cô chỉ đang một mình một chiến trường, chiến đấu với cái bóng của mình. Trận chiến này, ngoài khiến cô sức cùng lực kiệt ra, thì chẳng có thắng thua gì cả. Cô vẫn muốn sống trong hư không đáng sợ đó, khi vốn dĩ cô có thể có một cuộc sống tuyệt vời sao? Anh có thể vào không? Chuyện bên đó giờ thế nào rồi? Anh đã hỏi rất nhiều công ty, nhưng họ đều nói thời gian gấp gáp quá, không kịp theo trình tự thông thường, trừ phi là nhà tài trợ cá nhân. Alo, ông chủ Tạ. Anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ chuyển cho anh số tiền giải còn lại trước hôm họp báo. Cảm ơn. Sao vậy? Bên Hà Kỳ Sang gọi đến. Alo. Cô ấy đang bận việc. Anh có chuyện gì không? Cái gì? Đã chuyển tiền qua rồi sao? Các vị đến rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Đây là bản hợp đồng thỏa thuận tài trợ lâu dài cho cô Tống mà công ty đã chuẩn bị. Đây là phân tích báo cáo các bộ nữ trang mới công ty chúng tôi mới thiết kế. Nếu cô Tống không có ý kiến gì, tôi xin mời cô làm tổng thiết kế cho chúng tôi. Xin lỗi, tôi muốn hỏi chút. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi đã từ chối chuyện hợp tác với các anh rồi. Tại sao lại chuyển tiền cho tôi? Nếu cô đã hỏi như vậy thì tôi cũng nói luôn. Sếp Hàn Kỳ Sang đã rút vốn đầu tư bên công ty tôi rồi. Nhưng trước khi đi, cô ấy đã giao cho tôi một chuyện. Đó là nhất định phải giúp cô Tống làm tốt show diễn. Cô ấy không muốn cho cô biết đây là chủ ý của cô ấy đâu. Cô ấy nói nếu để cô biết đây là sắp xếp của cô ấy, cô nhất định sẽ từ chối. Cô ấy giờ ở đâu tôi cũng không biết. Hình như cô ấy chuẩn bị đi nước ngoài, du lịch vòng quanh thế giới. Thời gian trước hình như cô ấy đã chuẩn bị hôn lễ gì đó, chắc là đi tuần trăng mật rồi. Chuyện của ông nội xong xuôi cả rồi. Anh dự định thế nào? Về truyền kỳ chứ. Dù gì đó cũng là tâm huyết của ông nội và ba anh. Người có thể gây dựng lại truyền kỳ huyền thoại chỉ có anh thôi. Cảm ơn cô. Nếu như không có cô, có lẽ tôi cũng không gặp được ông lần cuối. Ông nội ra đi thanh thản như vậy cũng là nhờ cô. Xin lỗi cô. Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ đưa ra ý kiến chứ không có ý gì khác. Càng không cần lấy truyền kỳ ra làm giao dịch với anh. Đây là di chúc của ông nội. Ông đã rút vốn đầu tư ở nước ngoài về và mua lại cổ phần của truyền kỳ để anh và chú anh cùng thừa kế, và chỉ định anh làm tổng giám đốc. Vậy nên lần này anh có lại truyền kỳ là lẽ đương nhiên, không cần phải trả bất kỳ giá nào. Vẫn còn lo tôi ép hôn mà. Anh yên tâm, mấy trò trẻ con đó tôi không chơi nữa đâu. Tôi tính sẽ đi nước ngoài. Đi đâu thì chưa biết. Có khi đi không mục đích cũng rất tuyệt. Nói không chừng sẽ còn có bất ngờ không nghĩ đến đó. Cô đã nghĩ thông suốt rồi sao? Tôi còn chưa cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Anh nói không sai. Niềm vui trong tự tâm mới là quan trọng nhất. Tôi không muốn giống như ông nội, cả đời không thể nắm được tay anh. Chỉ là lần này rời đi, không biết đến bao giờ mới gặp lại được. Lý Chân, anh có thể gọi tên tôi lần nữa không? Tôi muốn nghe một lần cuối. Cố lên. Chúc cô tìm được niềm vui của mình. Kỳ Sang.